Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Ngọc nha. Sẽ có một số hoa giấy nhiều màu muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi, em chào chị. Rồi, chị chào Thái. Dạ, em chào cô chú anh chị. Dạ, thì hôm nay nhà vườn em có lên số hoa giấy em ghép thành phẩm mà cô chú anh chị. Em mong cô chú anh chị xem đến cuối clip để chọn những cây mà mình yêu thích để hâm hộ cho nhà vườn em ạ. Dạ, địa chỉ nhà vườn của em là ấp Tân Thượng B, xã Tân Dương, Lê Dung, Đồng Tháp ạ. Dạ, địa chỉ số điện thoại của em là 0706 763012, cũng là số Zalo của em, mong cô chú thương tình ủng hộ cho kênh Pháp Thái cũng như ủng hộ nhà vườn em ạ. Dạ, bữa nay thì em trở lại em mã A nghe cô chú anh chị. Đầu tiên là một cây dưa hấu đỏ. Dạ, 1A. Dạ, nguồn cổ em đo được là 18. Dạ, cao là 58. Dạ, tán ngang là 50 ạ. Dạ, 1A em xin giao lưu là 300 ạ. Dạ, em bao phí ship nghe cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo em lên mã 2A. Vẫn là một cây dưa hấu đỏ anh chị em. Dạ, dòng cổ em đo được là 19. Dạ, cao là 64. Dạ, tán ngang là 50. Dạ, 2A em xin giao lưu là 300 ạ. Dạ, em cũng bao phí ship nha cô chú anh chị. Cây này thì hoa nó ra chưa có nhiều lắm. Đang sổ búp với anh chị em. Dạ, tiếp theo em lên mã 3. Dạ, dòng cổ em đo được là 25. Dạ, cao là 80. Dạ, tán ngang là 60 ạ. Dạ, 3A em xin giao lưu là 350 ạ. Mà cây dưa hấu này gồm có 3 màu nha cô chú anh chị. Hoa nó thì cũng đã già, tược nó cũng già. Cái này cô chú anh chị mà nào mà có đem về ghép đó, lấy bò ghép thì ngon lắm rồi cô chú anh chị ơi. Còn có màu vàng, màu hồng và màu đỏ anh chị em, dưa hấu 3 màu. Dạ, tiếp theo em lên mã 4A. Dạ, dòng cổ em đo được là 15. Dạ, cao là 66. Dạ, tán ngang là 45. Dạ, mã 4A em xin giao lưu là 250 ạ. Cái này dưa hấu mà em cũng ghép 3 màu nha cô chú anh chị. Màu đỏ, màu vàng và màu hồng ạ. Cái này thì lấy bo ghép quá trời ngon. Dạ, tiếp theo em lên mã 5A. Rồi một cặp tím bướm mini của anh chị em. Để quái à. Dạ, dòng cổ em đo được là 10. Dòng cổ em đo được là 17. Dạ, cao là 40. Dạ, tán ngang là 40. Dạ, dòng cổ em đo được 14. Dạ, cao là 48. Dạ, tán ngang là 40. Dạ, mã 5A em xin giao lưu là 280 gồm một cặp nữa cô chú anh chị. Dạ, em bao phí ship ạ. Dạ, tiếp theo em lên mã 6A. Vẫn một cặp tím bướm anh chị em. Dòng này cánh hoa rất là to luôn. Dạ, dòng cổ em đo được là 11. Dạ, cao là 48. Dạ, tán ngang là 40. Dạ, dòng cổ em đo được là 10. Dạ, cao là 50. Dạ, tán ngang là 40. Dạ, 6A em xin giao lưu là 220 gồm một cặp nữa cô chú anh chị. Dạ, em bao phí ship ạ. Dạ, tiếp theo em lên mã 7A. Khó dựng. Dạ, dòng cổ em đo lực là 9. Dạ, cao là 42. Dạ, tán ngang là 35. Dạ, dòng cổ em đo được là 9. Dạ, cao là 43. Dạ, tán ngang là 30. Dạ, 7A em xin giao lưu là 220 ạ. Gồm một cặp nha cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo là mã 8A. Một cây Red Villa và một cây Kayata của anh chị em. Dạ, dòng cổ em đo được là 12. Dạ, cao là 52. Dạ, tán ngang là 36. Dạ, dòng cổ em đo được là 11. Dạ, cao là 54. Dạ, tán ngang là 37. Dạ, mã 8A em xin giao lưu là 280 ạ. Dạ, em bao phí ship nha cô chị. Chú anh chị, gồm một cặp nha cô chú anh chị ơi. Dạ, tiếp theo em lên mã 9A. Cành vàng lá ngọc của anh chị em.
Cái này thì nó vừa búp bông quá quá nhiều luôn cô chú anh chị. Dùm cỏ em đo được là 13. Dạ cao là 50. Dạ tán ngang là 36. Dạ dòng cỏ em đo được là 13. Dạ cao là 50. Dạ tán ngang là 35 ạ. Dạ 9A em xin giao lưu là 280 rồi một cặp nha cô chú anh chị và em ba phí ship ạ. Món cây ba màu quý anh chị em, trắng, đỏ và hồng. Cây này nó cao, nó khó. Gió nó hiu. Lửa nhiều màu quý anh chị em. Dạ dòng cỏ em đo được là 13. Dạ cao là 73. Dạ tán ngang là 44 ạ. Dạ dòng cỏ em đo được là 13. Dạ cao là 68. Dạ tán ngang là 40. Dạ 10A em xin giao lưu là 280 ạ. Gồm một cặp cô chú anh chị. Gồm có cam lửa, đỏ lửa, ruby tím lửa, trắng lửa, hồng lửa và cáo vàng quý anh chị em. Cái này là nó có cái lỗi mà không có bị sao hết nha cô chú anh chị. Quá đá rồi quý anh chị em. Khô rồi. Đẩy luôn. Dạ tiếp theo em lên mã 11 a. Dạ dòng cỏ em đo được là 13. Dạ cao là 70. Dạ tán ngang là 36. Dạ dòng cỏ em đo được là 13. Dạ cao là 70. Dạ tán ngang là 40 ạ. Dạ 11A em xin giao lưu là 280 rồi một cặp nha cô chú anh chị. Dạ em bao phí ship nha cô chú anh chị. Ghép cũng y màu như cặp vừa rồi anh chị em. Dạ em cũng ghép 5 màu ạ. Khó để quá trời. Dạ tiếp theo em lên mã 12A. Cẩm thạch nhiều màu. Dạ dòng cỏ em đo được là 15. Dạ cao là 74. Dạ tán ngang là 40. Dạ 12A em xin giao lưu là 260 ạ. Dạ em bao phí ship nha cô chú anh chị. Cây này em ghép nhiều màu là có vàng thái, đỏ lửa cẩm thạch, tím tiết và cam cầu vồng, tím siêu bông, bề la can, trắng tiết, trắng tiết, trắng cẩm thạch. Dạ này 7 màu nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên mã 13A. Dạ dòng cỏ em đo được là 14. Dạ cao là 74. Dạ tán ngang là 43. Dạ 13 em xin giao lưu là 250 ạ. Dạ em bao phí ship nha cô chú anh chị. Dạ cây này em cũng ghép là đỏ lửa cẩm thạch, tím tuyết, trắng cẩm thạch, thái vàng, tím siêu bông, màu hồng là bề la can. Cây này 6 màu cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên mã 14A. Dạ dòng cỏ em đo được là 18. Dạ cao là 50. Dạ tán ngang là 45 ạ. Dạ 14A em xin giao lưu là 250 ạ. Rồi em bao phí ship cô chú anh chị. Cây này em có ghép 3 màu cô chú anh chị. Dạ màu cam và màu đỏ là màu trắng cẩm thạch ạ. Dạ tiếp theo em lên mã 15A. Dạ dòng cỏ em đo được là 19. Dạ cao là 50. Dạ tán ngang là 33. Dạ 15A em xin giao lưu là 230 ạ. Dạ em bao ship nha cô chú anh chị. Cây này em cũng ghép còn có 3 màu cô chú anh chị. Màu trắng và màu cam màu đỏ. Dạ tiếp theo em lên mã 16A. Dạ dòng cổ em đo được là 17. Dạ cao là 80. Dạ tán ngang là 50 ạ. Dạ 16A em xin giao lưu là 350 ạ.
em bao phí ship mà cô chú anh chị. Cây này em ghép cũng có ba màu cô chú anh chị, màu đỏ, màu cam và màu tím, màu ruby à, của Cẩm Thạch nha, dòng Cẩm Thạch nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo em lên mã 17A. 6 màu thái với anh chị em. Dạ dòng cổ em đo được là 17 à. Dạ cao là 90 à. Dạ tán ngang là 57 à. Dạ 17A em xin vô luôn là 350 à. Cái này ngũ sắc thái em ghép dòng số 6 màu nha cô chú anh chị. Là màu đỏ, màu tím và màu vàng, màu cam và màu trắng phớt hồng và màu hồng phấn à. Dạ tiếp theo là mã 18A. Dạ dòng cổ em đo được là 17. Dạ cao là 64. Dạ tán ngang là 45 à. Dạ 17 à, 18 chứ. Em lộn, 18A. Dạ 18A em xin vô lưu là 280 à. Tiếp theo em lên mã 19A. Vẫn là tím siêu bông của anh em. Dạ dòng cổ em đo được là 19. Dạ cao là 74. Dạ tán ngang là 50. Dạ 19A em xin giao lưu là 280 à. Dạ tiếp theo em mã 20A. Cây này form rất là đẹp của anh chị. Dạ dòng cổ em đo được là 16. Dạ cao là 60. Dạ tán ngang là 50. Mã 20A em xin vô lưu là 230 à. Dạ em bao phí ship nha cô chú anh chị. Dạ tiếp theo lên mã 21A. Dạ dòng cổ em đo được là 20. Dạ cao là 62. Dạ tán ngang là 40. Mã 21A em xin giao lưu là 300 à. Cây này em gói ghép gà 3 màu của chú anh chị. Một là tiểu Ấn Độ, hai là Anana, ba là sông môi nha cô chú anh chị. Sông môi thì nó chưa có khao qua, còn Anana với tiểu Ấn Độ thì nó ra rồi. Ba màu siêu đẹp của anh chị em. Dòng đối màu. Dạ tiếp theo em mã 22A. Dạ dòng cổ em đo được là 14. Dạ cao là 62. Dạ tán ngang là 45. Dạ 22A em xin giao lưu là 280 ạ. Dạ cây này em cũng còn ghép 3 màu như cây vừa rồi nha cô chú anh chị. Tiểu độ Arana và sông môi ạ. Ủa cây này 5 màu lận. Với em lộn rồi. Cây này tới 5 màu lận nè. Tiểu Ấn Độ, Arana, hồng gân, sông môi và gì? Mandarin. Mandarin. Với là hồng gân. Cây này 5 màu cô chú anh chị ơi. 5 màu dòng đổi màu của anh chị. Dạ tiếp theo mã 23A. Dạ dòng cổ em đo được là 20. Dạ cao là 70. Dạ tán ngang là 45 ạ. Dạ 23A em xin giao lưu là 300 ạ. Cây này là kép chùm của cô chú anh chị. Mẹ em ghép còn có 5 màu. Nó chưa ra qua nhưng mà chừng nào cô chú anh chị có ủng hộ em thì cô chú anh chị nhận hàng kiểm tra băng keo giúp em nha. Ghép chùm em có làm dấu băng keo á. Màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và trắng phớt hồng của anh chị em. 5 màu kép ha. Dạ tiếp theo lên mã 24A. Một cây tím siêu bông, một rẫy của anh chị em, rất là đẹp luôn. Dạ dòng cổ em đo được là 19. Dạ cao là 65. Dạ tán ngang là 50 à. Dạ mã 24A em xin vô lưu là 280 à. Em bao phí ship nha cô chú anh chị. Phương cây này cái đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Dạ thì mã 24 cũng là mã cuối clip của em. Em mong cô chú thương tình ủng hộ cho em và ủng hộ kênh Pháp Thái cũng như ủng hộ nhà vườn em ạ. À. Dạ em cũng xin cảm ơn cô chú thời gian qua đã ủng hộ cho kênh Pháp Thái là cũng như ủng hộ nhà vườn em. Em thành thật mang ơn cô bác rất là nhiều ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác clip tiếp theo ạ. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Ngọc nha.